Mới đây, chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas xếp hạng cà phê sữa đá Việt Nam thứ 2 trong top 10 thức uống cà phê được đánh giá cao nhất thế giới. Với hương vị thơm ngon bậc nhất, cà phê Robusta Việt Nam ngày càng được ưa chuộng trên toàn cầu và cần thêm nhiều động lực, nguồn lực để phát triển đúng với tiềm năng vị thế của mình. Và để khẳng định hơn giá trị, tới đây ban tổ chức cuộc thi tuyển chọn chất lượng cà phê Việt Nam lựa chọn được 8 hộ để thu mua toàn bộ cà phê đưa về Nhật Bản chế biến thành các dòng sản phẩm khác nhau nhằm quảng bá cho cà phê Đà Lạt. Đây là tiền đề để hạt cà phê đậm đà của nước ta càng vươn xa hơn. Cuộc thi tuyển chọn chất lượng cà phê Arabica Việt Nam lần thứ 9 được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng cà phê Arabica Việt Nam theo hình thức chế biến ướp, tạo động lực thúc đẩy cho các hộ nông dân sản xuất nâng cao nhận thức về cà phê Arabica Việt Nam đối với mọi người. Để bảo mật thông tin, những mẫu cà phê của các nông hộ gửi đến dự thi được cấp mã số và qua các khâu sơ chế, rang, xay, pha chế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Cuộc thi có thêm hạng mục đánh giá tính bền vững bao gồm tra cứu nguồn gốc và đảm bảo về mặt môi trường xã hội. Sau khi chọn được 8 mẫu cà phê tốt nhất, ban tổ chức thu mua toàn bộ cà phê của 8 nông hộ đạt giải, đưa về Nhật Bản chế biến thành các dòng sản phẩm khác nhau để quảng bá cho cà phê Đà Lạt Việt Nam. Toàn tỉnh Đồng Nai có hơn 300 hecta nuôi tôm thâm canh. Trong số này, có trên một nửa diện tích là áp dụng công nghệ cao với doanh thu mỗi hecta là 2-3 tỷ đồng một năm. Đây cũng là định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới, theo hướng chuyển từ thâm canh truyền thống sang cơ giới hóa và dần chuyển sang tự động hóa, hình thành các vùng nuôi chuyên canh công nghệ cao. Nổi bật nhất là mô hình nuôi tôm nước lợ tại huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch. Toàn bộ quá trình nuôi đều liên kết với doanh nghiệp cung cấp từ con giống sạch đến thức ăn, vật tư và được đảm bảo đầu ra khi thu hoạch. Nhờ không sử dụng kháng sinh nên tôm thương phẩm của nông dân hợp tác xã đáp ứng các quy định khắt khe về an toàn thực phẩm để chế biến xuất khẩu sang các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ, Nhật. Trang trại nấm mối Bình Minh rộng 120m² này do nhóm 5 bạn trẻ kết hợp với nông dân thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long triển khai trồng từ tháng 8 năm rồi. Anh Nguyễn Tuấn Anh ở thành phố Cần Thơ làm trưởng nhóm, có nhiệm vụ hỗ trợ giống, kỹ thuật và đầu ra, nông dân tham gia chăm sóc. Ban đầu nấm nhiễm bệnh mốc xanh nên hao hụt liên tục. Qua thời gian, từ 1.500 bịch phôi trồng thử nghiệm ban đầu, số phôi trồng tăng lên liên tục. Nấm mối đen được trồng trong môi trường nhân tạo, đảm bảo nhiệt độ duy trì từ 26 đến 28 độ C và độ ẩm từ 85% trở lên. Bên trong nhà trồng nấm còn trang bị hệ thống quạt mát, phun sương, điều khiển qua điện thoại. Tụi em đã nghiên cứu thì hai loại giá thể chính, đó là một là sơ dừa, hai là cát. Nhưng mà qua thời gian mà tụi em là trải nghiệm á, thì tụi em sử dụng là giá thể là cát. Tại vì á, giá thể về sơ dừa á, thì nó có cái màu sắc, nó thường nó sẽ so với giá thể mà cát á, thì nó màu sắc nó không có đẹp bằng thay bằng cát. Thứ hai nữa là khi mà mình thu hoạch, mình sau sơ chế sau thu hoạch á, thì sơ dừa khi mình gọt là khó hơn, khó sơ chế hơn, làm lâu hơn. Còn cát này á, thì khi mình thu hoạch á, mình chỉ cần mình nhổ lên thôi, rồi mình quét, nó cũng dễ hơn cả sơ dừa nữa. Nấm mối đen không khó trồng, nhưng quan trọng là khâu lựa chọn phôi nấm chất lượng. Giống của anh Trần quyết định chọn phôi nấm của Thái Lan và sử dụng cát làm giá thể để dễ dàng thu hoạch. Hiện trại nấm có 15.000 bịch phôi, trung bình mỗi ngày cho thu hoạch từ 15 đến 25 kg nấm, với giá bán từ 250 đến 350 một ký, giúp cả nhóm có thu nhập trên 3 triệu đồng mỗi ngày. Ứng dụng khoa học kỹ thuật để tạo ra sản phẩm sạch là xu thế chung của nền nông nghiệp, nâng giá trị, tăng đồng lợi cho nông dân. Và những mô hình canh tác an toàn áp dụng công nghệ đang được quan tâm. Trong bản tin Nông nghiệp sinh thái hôm qua, chúng tôi có thông tin về mô hình gồm có mô hình canh tác thủy canh, khí canh, aquaponics, trồng trong nhà lưới và trồng trong nhà kính. Mỗi mô hình có một ưu thế riêng, nhưng đều hướng đến chất lượng an toàn cho nông sản. Quy trình canh tác khí canh được làm rõ. Còn hôm nay là một khái niệm được nhiều nông dân hợp tác xã áp dụng, đó là canh tác thủy canh. Canh tác thủy canh là việc trồng cây trực tiếp vào môi trường dinh dưỡng. Hiểu nôm na là việc trồng trực tiếp vào nước và có thể dùng hoặc không dùng các loại giá thể kèm theo. Phương pháp này ra đời thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển mạnh mẽ và hiệu quả khi việc canh tác không cần sử dụng đất, gia tăng năng suất và hạn chế đến việc gây hại cho môi trường.
Kỹ thuật trồng rau thủy canh chia ra hai loại căn bản là thủy canh hữu cơ và thủy canh vô cơ. Thủy canh hữu cơ là việc trồng rau sử dụng dung dịch dinh dưỡng chủ yếu từ tự nhiên. Những loại dung dịch hữu cơ thường gặp như vi lượng đạm cá, trùng quế. Vì vậy, rau thủy canh hữu cơ sạch và đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Thủy canh vô cơ là trồng rau thủy canh sử dụng hỗn hợp muối khoáng vô cơ hòa tan. Vì vậy, rau thủy canh vô cơ có thể xem là rau an toàn nếu lượng tồn dư các chất hóa học không vượt quá ngưỡng an toàn quy định.